cao xoa bóp thảo dược 8S. Hotline 1900 888 663. Muốn làm được những phần quà này thì mình phải nhập hàng về rồi vô bịch, rồi giống như mình phải ghi danh sách rồi phát phiếu để tránh trường hợp những người không có người ta sẽ chen lấn, rồi mình phải đọc tên đó chỉ để thôi là người ta chen ai cũng muốn lại đánh trước hết, cho nên bây giờ mọi người đang kêu tên rồi lấy phiếu xong mình sẽ phát quà. Thì ngày hôm nay mọi người sẽ được là một bao gạo 5kg, một thùng mì, một chai dầu ăn, một chai nước tương, một chai nước mắm. Thì đó là phần quà của ngày hôm nay. Thì thế bây giờ xin mời mọi người hãy cùng với Thủy là đi ra gặp bà con đang ngồi ngoài đây rất là đông. Dạ rồi, Minh Đức ơi, mà đã đăng ký với con nhưng mà con tiếp tục một lần nữa con chia sẻ cái phần quà yêu thương là những phần quà Tết. Thì chỉ còn không còn bao nhiêu ngày nữa là Tết đến rồi, thì muốn chia sẻ cái tình chúc tình yêu thương đến cho quý ông bà cô chú, cho nên những cái phần quà ngày hôm nay con trích ra là thứ nhất là của công ty Tấm Sang BDS, đó là vợ chồng của anh Tấm Sang, số tiền là 14.250.000 và anh Ken ủng hộ là 2 triệu, một chị ở quận 12 là 4 triệu, Monita là 1,5 triệu, anh chị thân ở Úc là 8 triệu, anh Sơn ở Mỹ là 11,500. Tổng cộng số quà ngày hôm nay đó là 165 phần, 41.250.000. Thì đó là những cái phần quà để chia sẻ đến cho quý ông bà cô chú. Dạ xin quý ông bà cô chú cho một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Dạ để không mất thời gian quý ông bà cô chú, thì con xin gửi phần quà thì để trời tự nhiên hôm nay mà trời cũng hồi trưa giờ cứ mưa hoài à, để quý ông bà cô chú đi về sớm. Dạ bây giờ con xin mời mà bây giờ mấy bạn sẽ phát quà từ ở trong đây, ai có phiếu thì không có chen lấn, mời ai vô thì người đó vô nha. Rồi tranh thủ luôn đi con. Phần quà thôi, nhưng vì lý do là ngày hôm kia là con đã tặng quà rồi, nhưng mà bà con cô bác đến quá đông, tại vì con không có đủ kinh phí mà con chia sẻ nhiều, cho nên con cũng nán thêm là 65 phần nữa, đó là tới 165 phần.
Còn những cô chú nào mà không được thì mỗi thứ nó cũng là cái tự nhiên thôi, chứ con không thể nào mà con lo hết được. Thì con rất là mong quý ông bà cô chú các thông cảm giùm con. Ôi suốt đời vất vả lo toan, mới cảm đau ương yếu xe mình. Đã hớt hải cầu trời khấn Phật, tình mẹ cha thấm dòng sữa mật. Nuôi đời con đến lúc nên người, buổi khó khăn khô nhà cầm hơi. Miếng ngon ngọt dành phần con trẻ, năm canh đêm thức chừng con ngủ. Sáu khắc ngày tần tảo ngược xuôi,